mét rưỡi. Anh ơi, ở đây không có vòi nước dài thì chịu làm sao đi được. Không tưới nhỉ, tưới là đi vào đây thì... vâng, ở trên trên tầng có anh. Không, tức là trên đi trên 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 thượng có gì ạ? Ờ, thì và... có thể trên thượng đúng không? Vâng, vâng, vâng. Thế em định là ngồi xuống nước tự nhiên như thế? Vâng. Không, không dùng cắm điện đúng không? Không ạ, à, có cắm điện nhưng mà cắm điện cái van tự động thôi. À, là còn nếu không thì là dùng hẹn giờ, hẹn giờ. Ừ, không, nếu không thì dùng cái van hẹn giờ chạy pin được, không cần điện. Pin thì nó khoảng độ 1-2 tháng lại đổi pin. Vâng. Pin thì nó phải DJ đúng không? Và không, nó vẫn phải DJ, tức là DJ ống nước thôi, mà không phải DJ điện. Và không phải DJ điện. Và để em lên em xem trên thôi nhé. Có mấy tầng anh? Thì đây đây này cứ giống hệt. Giống hệt nhau đúng không ạ? Cho em lên tầng trên. 2, 3, 4 đúng không? Và tầng trên cùng để em xem nhé. À, cái chiều cao này là bao nhiêu anh? Chiều cao một tầng này. Thì để em đo cái dây, bởi vì cái dây nó phải đi xuống theo cái trên mà. Em hỏi. Vâng, để em đo vậy. Đây là 3m1 đi. 3m1 đi. Em lên trên rồi. Cháu ơi! Dạ! Ở đi đi lên với chú trên tầng trên nhé! Vâng! À đây này, đo cái này lại. Bốn mươi phân. 41 2 3m1, 3m1.5 3m1.5 mà cái này cũng là 3m1. Như vậy là 6m6. 6m6 này cũng nhiệt. À từ, để xem nào. Chỗ này có bao nhiêu cái chậu? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. À cái này không giống hệt được. 7, 8 chậu, 9 chậu. 9 chậu. Tầng 3 là 9 chậu nhá. Cộng với 3m1 nữa là 6m6. 6m6 với lại 40 là 7m. 7m cộng 3m là 10m1. Cái này thì không giống. 1 cây, 2 cây, 3 cây. 3 cây cái chỗ này là chỗ rộng hơn. 10m1. 40 là 10m rưỡi. 10m rưỡi. 1 này, 2 này, 3, mấy tầng cháu nhỉ? Có cây ạ. Không, mấy tầng có, từ tầng 2 này là lên đây là mấy tầng? 4 ạ. Còn tất cả nhà mình có 5 tầng đúng không? Vâng. Đây là tầng, gọi là tầng 5 đi đúng không? Vâng. Ui dồi, nhiều cây thế. 2, 4, 6, cho đến 12, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Sao lắm thế? Rồi. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Rồi 46, 48, 50, 52. Sao lại cứ lặt vặt nhỉ?
54, 56, 58. Đây là tầng 5. Thế còn đây là trên sân thượng à? Không, trên đấy không có gì. Không, trên đây là có cái bể nước đúng không? Vâng. Bể nước nó nằm ở đoạn nào? Nó nằm ở đây hay nằm ở đây hay là... Không biết ạ. Không biết à? Bây giờ làm nào nhỉ? Treo lên nhỉ? Treo lên này mà. Để chú ngó đây nhá. Bể nước nó nằm ở... Thế bên trong biết bể nước nó nằm ở đâu à? Đây không phải. Cứ cho rằng bể nước từ đây ra đây đi. Cái nhà này rộng bao nhiêu nhỉ? Dài bao nhiêu? Một viên này là viên 40. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 38 nhân với 4, cứ cho 4 với 4, 16 là 16 mét à? 16 mét. 16 mét ống. Đây là cái áp lực có đủ không? Rồi đi, xuống đi. 16 mét ống. 16 mét ống to thu về 34 đi. 34 thu về 5 em thôi nhỉ? Đây đúng không? Dạ. Phòng của cháu đây đúng không? Vâng. Anh ấy để mình chúng xem. Ừ. Bao nhiêu cây quên mất. Cho đếm lại cái cây này. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cây. Vào đây nhá, đi đây.